Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuần mới tuổi Tý. Sự nghiệp của người tuổi Tý có hung cát đan xen trong tuần này. Đôi khi bạn sẽ phải chịu sự cạnh tranh của đồng nghiệp hoặc sự soi xét của lãnh đạo. Tuy nhiên, hãy làm điều mình cho là đúng, rồi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh vị thế của bạn trong tập thể. Phương diện tài chính nhìn chung có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Như thế tức là bạn sẽ phải chịu khá nhiều vất vả, bôn ba trong suốt cả khoảng thời gian này. Tuy nhiên, công sức của bạn sẽ được trả giá xứng đáng khi các khoản thù lao, lợi nhuận đổ về tới tấp. Cát tinh tử vi sẽ đem tới may mắn giúp bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ trong tuần này. Thậm chí, thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí chuyển bại thành thắng. Phương diện tình cảm nhìn chung chưa có nhiều điểm sáng. Vợ chồng bạn thường xuyên rơi vào cảnh tranh cãi liên miên vì những quan điểm bất đồng. Có vẻ như hai người đều đang quá kiêu ngạo nên cứ giữ mãi quan điểm của mình, không muốn xuống nước trước với đối phương. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, phải chịu nhiều sự cạnh tranh của đồng nghiệp hoặc soi xét của lãnh đạo. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy làm điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, các khoản thù lao, lợi nhuận đổ về tới tấp. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, thách thức xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện. Tử vi tuần mới tuổi Sửu, người tuổi Sửu dự báo sẽ có một tuần sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Bạn làm gì cũng vướng phải khó khăn do không nhận được sự hợp tác của đồng nghiệp. Lãnh đạo cũng thường xuyên gây khó dễ, khiến công việc càng trở nên khó tiến hành hơn. Người làm kinh tế có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội làm ăn trong tuần này. Điều quan trọng là bạn phải đủ tinh tường để nhanh nhạy nắm bắt thời cơ. Đừng chần chừ do dự quá lâu bởi cơ hội sẽ chẳng đứng yên chờ đợi ai bao giờ. Tuy nhiên, đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Có thể là các hoạt động xã giao hoặc hoạt động mua sắm hàng ngày. Hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Phương diện tình cảm nhìn chung chưa có nhiều chuyển biến, bạn cần phải chủ động hơn nữa trong việc trò chuyện với nửa kia. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, làm gì cũng vướng phải khó khăn do không nhận được sự hợp tác của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, lãnh đạo gây khó dễ, khiến công việc khó tiến hành. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cần tinh tường và nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ làm giàu. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đừng vì quan hệ vợ chồng lạnh nhạt mà bỏ bê gia đình, tìm niềm vui bên ngoài. Tử vi tuần mới tuổi Dần, người tuổi Dần phải tìm cách cổ vũ, khích lệ bản thân vượt qua những khó khăn trong khoảng thời gian đầu tuần. Thời điểm này, bạn và mọi người thường xuyên mâu thuẫn quan điểm và cách làm việc, vì thế mà các kế hoạch đều vướng phải khúc mắc trì trệ. Các công việc tiến triển khó khăn cũng khiến đồng tiền chảy vào túi một cách nhỏ giọt. Bạn không nên nghĩ đến chuyện oán trách người này, người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy thẳng thắn nhìn vào bản thân để có thể sửa đổi những điểm còn chưa tốt. Thêm vào đó, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù rủng rỉnh đến đâu thì dần dần bạn cũng sẽ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm chưa có nhiều tiến triển gì đáng nói, chủ yếu là vì người độc thân vẫn khép chặt cánh cửa trái tim mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, phải tìm cách cổ vũ, khích lệ bản thân, vượt qua những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, các kế hoạch đều vướng phải khúc mắc, trì trệ do bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, không nên nghĩ đến chuyện oán trách người này, người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, chi tiêu có chừng mực, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, sợ mình sẽ phải chịu tổn thương do tin lầm những người không chân thành. Tử vi tuần mới tuổi Mão, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ dần có khởi sắc vào những ngày cuối tuần. Vì thế bạn đừng nên nản chí vì những điều không như ý xảy ra trong khoảng thời gian trước đó. Tình hình tài chính chưa có nhiều biến động, điều đó cho thấy dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nên tìm cách đổi mới bản thân. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn, bạn sẽ không thể gây ấn tượng cho khách hàng, khiến tiền khó đổ về túi.
Chuyện tình cảm lứa đôi cũng khá trầm lắng khi bạn và người ấy rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh. Có thể trong cuộc tranh cãi này, không ai hoàn toàn đúng và cũng không ai hoàn toàn sai. Bạn nên thay đổi góc nhìn nhận vấn đề để có cách giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, đừng nên nản chí vì những điều không như ý xảy ra trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn rèn luyện và vươn lên khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên tìm cách đổi mới bản thân để có thể thu hút những đối tượng khách hàng mới. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để có cách giải quyết ổn thỏa vấn đề. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên lao động quá sức. Tử vi tuần mới tuổi Thìn, một vài thành công bước đầu trong khoảng thời gian đầu tuần có thể khiến người tuổi Thìn trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hãy chú ý hơn đến cách hành xử của mình, nếu không bạn rất dễ làm mất lòng nhiều người xung quanh. Phương diện tài chính lại có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Bạn tìm ra hướng đi mới nên dễ dàng thu hút thêm một lượng khách hàng mới tới với mình. Dù có thể sẽ phải hơi vất vả, song bạn sẽ có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh vào trong túi. Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nếu muốn tìm được người phù hợp thì bạn cần cẩn thận hơn trong cách nhìn người. Với người còn độc thân, tuần này bạn nên nhiệt tình hơn khi tham gia vào các hoạt động giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Hãy mở lòng hơn và thể hiện các điểm mạnh của mình. Như vậy thì bạn mới gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, hãy chú ý hơn đến cách hành xử của mình, nếu không dễ làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, vất vả nhưng bù lại sẽ được khoản tiền rủng rỉnh trong túi. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, muốn tìm được người phù hợp thì bạn cần cẩn thận hơn trong cách nhìn người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy mở lòng hơn và thể hiện các điểm mạnh của mình cho mọi người biết. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ có hung có cát trong tuần này. Bạn cần có cách ứng xử khéo léo trong những tình huống khác nhau, như vậy mới có thể tạo được ấn tượng trong mắt mọi người, không gây thù chuốc oán với người khác. Đầu tuần, tình hình tài chính khá dư giả do bạn được tiền thưởng nóng, tiền lãi từ những quyết định hoặc việc làm đúng đắn trước đó. Khi cầm tiền trong tay, bạn có thể nghiên cứu thêm các lĩnh vực đầu tư để tiền tiếp tục đẩy ra tiền. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển, bôn ba khá nhiều. Phương diện tình cảm vui buồn đan xen, bạn và người ấy cần trò chuyện với nhau nhiều hơn để hạn chế các hiểu lầm không đáng có. Bạn cũng nên bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương, chớ nên xét nét quá nhiều. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, cần có cách ứng xử khéo léo trong những tình huống khác nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nhận được tiền thưởng nóng, tiền lãi từ những quyết định hoặc việc làm đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, khi cầm tiền trong tay, bạn có thể nghiên cứu thêm các lĩnh vực đầu tư. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, không ngại gian khổ nhất thời. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn và người ấy cần trò chuyện với nhau nhiều hơn để hạn chế các hiểu lầm không đáng có. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ, hung cát đan xen trong vận trình của người tuổi Ngọ tuần này. Bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo trong mọi tình huống, thắng không kiêu, bại không nản, như vậy mới không sơ suất để xảy ra những sai sót không đáng có. Tình hình tài chính thiên về ổn định, có lẽ bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi những kiến thức và kinh nghiệm từ mọi người xung quanh. Khi đã vững vàng, bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ hơn, không còn đi theo lối mòn nữa. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy, người độc thân vốn có nhân duyên khá vượng, chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Với các cặp đôi, mối quan hệ của hai người không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, hai người nên ôn lại những kỷ niệm xưa để hâm nóng cảm xúc, đừng để đôi bên đều cảm thấy tẻ nhạt, không còn muốn bên nhau. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, cần tỉnh táo trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, nên dành thêm thời gian để học hỏi những kiến thức mới. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, cần phải cẩn thận trong việc chọn lựa nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, vợ chồng nên ôn lại những kỷ niệm xưa để hâm nóng cảm xúc. Tử vi tuần mới tuổi Mùi,
Tuần này sự nghiệp của người tuổi Mùi có thể sẽ vướng phải nhiều bế tắc do bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Chính vì vậy, bạn không nên quá cả tin. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, cũng cần kiểm chứng thông tin kỹ càng để tránh rơi vào bẫy. Phương diện tài chính lại có những khởi sắc đáng kể. Người làm nghề tự do và người làm đầu tư kinh doanh sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Có lẽ đó là hướng đi đúng đắn, giúp bạn thu hút được một lượng lớn khách hàng vượt lên trên đối thủ. Các mối quan hệ có lẽ chưa thể đem tới cho bạn một nửa kia ưng ý trong tuần này. Bạn hãy kiên nhẫn hơn trong việc tìm hiểu và trò chuyện với mọi người, đừng vội đưa ra những quyết định vội vàng. Trong khoảng thời gian này, hung tinh Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác hoặc du lịch. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, công việc vướng phải nhiều bế tắc trong tuần này do bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, trước khi bắt tay vào làm việc gì cũng cần kiểm chứng thông tin kỹ càng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hướng đi đúng đắn giúp bạn thu hút được một lượng lớn khách hàng. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hãy kiên nhẫn hơn trong việc tìm hiểu và trò chuyện với mọi người. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa. Tử vi tuần mới tuổi Thân, người tuổi Thân có thể sẽ gặp được khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tuần này. Quý nhân xuất hiện, giới thiệu cho bạn những cơ hội vừa sức, giúp bạn không cần phải quá vất vả mà vẫn phát huy được năng lực và gặt hái được thành tích cao. Tình hình tài chính khởi sắc rực rỡ, nhất là vào khoảng thời gian giữa và cuối tuần. Bạn biết ưu thế của mình nằm ở đâu để có thể phát triển đúng hướng. Dù đối thủ có cạnh tranh khốc liệt, bạn vẫn giữ vững được lập trường và hướng đi của mình. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Với người có đôi có cặp, tuần này cũng là khoảng thời gian bạn tận hưởng hạnh phúc. Cả bạn và người ấy đều rất quý trọng những gì mình đang có và luôn tìm cách vun đắp tình cảm đôi bên. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, quý nhân xuất hiện, giới thiệu cho bạn những cơ hội vừa sức. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, không cần phải quá vất vả mà vẫn phát huy được năng lực. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, vợ chồng quý trọng những gì mình đang có và luôn tìm cách vun đắp tình cảm đôi bên. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, bạn giữ vững được lập trường và hướng đi của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, biết ưu thế của mình nằm ở đâu để có thể phát triển đúng hướng. Tử vi tuần mới tuổi Dậu, khó khăn là không tránh khỏi trong tuần này, song nhờ trí thông minh và bản lĩnh của mình mà người tuổi Dậu vẫn hoàn toàn có thể vươn lên. Thậm chí trải qua thách thức, bạn còn khám phá thêm được khía cạnh chưa từng biết đến của bản thân. Tình hình tài chính sẽ có điểm sáng vào khoảng thời gian cuối tuần. Bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác nên đồng tiền nhanh chóng chảy về túi. Thậm chí bạn còn nhận được tiền từ những trò chơi thử thách vận may. Con giáp này cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Bạn luôn được người ấy chăm sóc và quan tâm đến từng phương diện cuộc sống. Khi gặp khó khăn, đối phương cũng sẵn sàng ở bên để truyền động lực cho bạn. Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nhờ trí thông minh và bản lĩnh mà bạn hoàn toàn có thể vươn lên. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, trải qua thách thức, bạn còn khám phá thêm được khía cạnh mới của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, đưa ra những quyết định đầu tư chính xác nên đồng tiền nhanh chóng chảy về túi. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, hãy cân bằng cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, bạn luôn được người ấy chăm sóc và quan tâm đến từng phương diện cuộc sống. Tử vi tuần mới tuổi Tuất, vận may không mỉm cười với người tuổi Tuất trong tuần này. Kẻ xấu luôn ghen ghét với những gì mà bạn làm được nên sẽ tìm cách hãm hại hoặc cướp mất công lao của bạn. Do đó bạn cần thận trọng hơn trong mọi tình huống, chớ lơ là kẻo sập bẫy kẻ tiểu nhân. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời cổ vũ với bản mệnh trong tuần này. Đặc biệt là với người trẻ tuổi, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không có việc gì có thể làm khó được bạn. Thậm chí bạn tìm được cơ hội để chuyển bại thành thắng. Tình hình tài chính khá ổn định do bạn vẫn nhận được khoản lãi đều đều từ các công việc kinh doanh của mình. Người làm công ăn lương muốn kiếm thêm thu nhập thì nên thử bắt tay vào những công việc làm thêm.
chuyện tình cảm thì lại khá trầm lắng do vợ chồng bạn không dành nhiều thời gian ở bên nhau. Dù có bận rộn đến mấy, đôi bên cũng nên dành thời gian để ăn bữa cơm hoặc nói với nhau một vài câu chuyện. Đừng để quan hệ xa cách tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, kẻ xấu vì ghen ghét mà tìm cách hãm hại bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, cần thận trọng hơn trong mọi tình huống, chớ lơ là kẻo sập bẫy kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không việc gì có thể làm khó được bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, vẫn nhận được khoản lời lãi đều đều từ các công việc kinh doanh của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, dù có bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng nên dành thời gian ở bên nhau. Tử vi tuần mới tuổi Hợi, hung cát song hành trong vận trình của người tuổi Hợi, nhưng như vậy cũng có nghĩa là bạn có rất nhiều cơ hội để gặt hái thành công. Chỉ cần giữ suy nghĩ tích cực, tin tưởng vào bản thân và mạnh dạn làm điều mình cho là đúng, bạn sẽ chuyển nguy thành cơ. Phương diện tài chính chưa có nhiều biến động rõ rệt, cho thấy bạn nên dành thêm thời gian để nhìn lại những việc mình đã làm. Bạn nên tìm ra những việc mình chưa làm tốt để có thể sửa đổi đúng lúc, như vậy thì đồng tiền mới chảy về trong túi. Quan hệ vợ chồng khá căng thẳng trong khoảng thời gian này vì đôi bên thường xuyên mâu thuẫn với nhau, dù vấn đề có thể rất nhỏ nhặt. Nếu cứ tiếp tục so đo tính toán thế này, hai bạn chỉ khiến cho chính mình và đối phương thêm mệt mỏi mà thôi. Bạch Hổ cũng mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, giữ suy nghĩ tích cực, tin tưởng vào bản thân và mạnh dạn làm điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, nên dành thêm thời gian để nhìn nhận lại những việc mình đã làm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, quan hệ vợ chồng khá căng thẳng vì mâu thuẫn liên miên. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nếu cứ tiếp tục so đo tính toán, bạn chỉ khiến đôi bên thêm mệt mỏi. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một tuần mới hanh thông, thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những... Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!